rồi chú bán bánh đây cũng lâu năm rồi. Rồi chợ nghe nói giờ qua bển rồi, cô được bán đây không cô? Không cho luôn nha. Ở đây thì em thấy các chị bán đồ núi nè cô chú. Ở đây thì có bán đậu phộng. Đậu phộng quay từ ở trong núi á chị. Cái này bán đắt không chị? Đây gai ha. Chị ở trong núi ra đây bán luôn hả? Rồi chị quá giỏi rồi, trong núi ra đây bán luôn cô chú. Ở bên đây thì có bán cá rất là nhiều nè cô chú. Đây. Đây thì cá, rồi phía bên đây cũng cá, phía bên đây thì gà vịt thì rất là nhiều nha. Đây, ở bên đây thì em thấy có bán cá chơi, cá này cá kia này cô chú, cá lẩu kiến nè. À, mùa này là nước rút rồi cô chú nên chợ cá cũng rất là nhiều luôn nè. Cua vi rất là ngon luôn. Có cá hả cô? Rồi có cá ha. Đây, giờ bên đây thì em thấy bên đây bán cá với gà vịt rất là nhiều. Đây cũng bán cá rồi chú. Đây. Em thấy có bán cái chèn, cái lăng nè, lăng cái chèn, cái gô đầy đủ luôn cô chú. Đây thì chỉ bán hải sản nè. Điểm này bán mực rất là nhiều luôn cô chú anh chị, mực ghẹ, tôm ghẹ này kia nè nha. Đó, ghẹ tôm cái đèo hồng. Ở đây thì có chị gái bán hoa nè, nhiều hoa đẹp. Cái này bán hoa đắt không chị? Dạ, được anh qua gầm rồi bán cũng chậm. Qua gầm chậm ha. Dạ. Mấy bữa gầm chắc bán im ha. Dạ. Cái này mình trồng nhà hay là mình liếm lại của ta chị? Cái này thì trồng. Còn mấy cái này thì liếm. Cái này trồng ha. Dạ, cái này trồng. Tới hôm nay chị trồng bán nhiều không? Nhiều anh, trồng mấy kia. À, vòng vòng ở đây đó hả? Chị trồng gần đây không? Gần đây trên dinh nhà, trên dinh. À, trên dinh ông Mỹ Thừa ha. Ở trên đó có trồng hoa nữa ha. Có. Rồi. Vậy là có cơ sở trồng hoa luôn hả chị? Gì? Có cơ sở trồng hoa luôn ha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Đây có cái điều hồng này cô chú. Vậy mà khu vườn này cũng có trồng hoa nhiều đấy, em đâu biết đâu. Nhà mình trồng ở đó giờ luôn hả gì? Đó là chỉ có hơn em trồng và gia đình em trồng à. Rồi, mà trồng ở đó giờ truyền thống luôn ha. Dạ, trồng cũng lâu rồi đó.
Vậy là có cơ sở rồi. Dạ, đất cũng ít, tại vì cái nhà mình còn trong bên là nhà là rộng đó, bỏ không đó. Trồng bán Tết luôn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị gái nha. Dạ, dạ, đây nè cô chú, thì có bán đồ gãy nè, nông sản nè, cải thìa. Quê này kia đầy đủ nha cô chú. Đấy rồi mà còn quay đi quê. Đấy rồi mà còn quay nữa hả? Đấy rồi mà còn quay đi quê. Gần Tết rồi còn ới đây cho ta. Đây quay Tết rồi nè. Bữa nay Nhi về chợ cái nữa. À bữa nay già qua bên kia hả? Rồi sao chị không giờ đi? Chưa có chỗ là bán hết để nghỉ. Là sao chị? Bán hết này nghỉ chưa có chỗ ngồi. À ý là nói là không đủ tiền để mua lô phải không? Đúng rồi. Trời khổ dữ vậy ta, bán riết mà hết tiền mua lô luôn. Để dành tiền mua vàng á chị. Vậy là mình vô cái lô mới là phải tốn mười mấy triệu. Mà chắc nhiều năm rồi nha, phải không? Rồi về kiếm tiền mười mấy triệu mà bỏ bán cho vui chị ơi. Cái này chỉ trồng nhà luôn hả? Điếm lại cô ta. Em chỉ căng mà cho đầu mối. À, vậy là căng cho đầu mối ha. Mới qua đây câu được rồi, giờ bán được không? Dạ, bây giờ thì rất bán rất là khó khăn luôn cô chú. Chị bán hết chứ lâu nè mà bây giờ chuyển qua chợ mới mà chị than không có tiền qua bển nữa nè. Khổ không? Bán này ngày có nhiều, có nhà ngoài, có nhiều xăng, chị bỏ đi đâu, chợ bán hàng ngày. Dạ, chị xa đây hả, gần đây? Chợ đầu mối là ở đâu ta? Châu Thành hả? Châu Thành có chợ đầu mối dưới nữa hả? Ủa chú? Nhiều không vậy, rau đồ nhiều không? Ủa là chỗ nào ta? Chỗ bên này xanh đen đỏ, chị quẹo vô trong 50 mét rồi đó. 50 mét ha. Dạ. À vậy là chạy ra mày ngay chợ chắc là đào đúng không? Chợ quẹo bên tay trái ha, đường xe đỏ quẹo tay trái rồi có chợ nông sản đó ha. Rồi cảm ơn chị nha. Em mới ghi hình chợ chắc là đào mà không biết chợ đó. Vậy là dưới đó chạy lên đây bán. Rồi cũng xa đó, tốn xăng. Nhà dưới này ha. Rồi. Rồi cảm ơn chị gái nha. Ở đây thì bán cá rồi cô chú. Mực mực nha, hải sản rất là nhiều luôn. Hải sản rồi cá điêu hồng này kia đầy đủ nha cô chú. Chợ này thì hôm nay nghe bà con nói là sắp sửa giờ qua bên chợ mới cô chú anh chị. Đó, để hôm nay em sẽ ghi hình vòng qua khu chợ mới cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Ở đây thì nông sản này chắc chỗ này là người ta giờ qua chợ mới rồi nè. Đây. À, đây cô bán đồ đồng đây. Cơm hổ, cơm uống nè đó. Bầu, mớp, đồ đầy đủ luôn nha cô chú. Thì ở bên này thì có chị bán hải sản này cô chú. Chính ghi hình đấy nha chị. Cái này bán im không chị? Đây gai ha. Rồi nghe nói hôm nay là vào qua chợ mới hả chị? Mình bán này tại nhà luôn hả vậy? Tại nhà luôn ha. Dạ. Chị bán hải sản trước nhà luôn cô chú. Đây giờ đây thì hải sản nhìn rất là ngon nha, mực nè, tôm rất là tươi luôn. Cua nè cô chú. Vậy là hôm nay là ngày người ta chuẩn bị vào qua bên chợ mới. Rồi em cảm ơn chị nha. Bên đây thì có bốn bông hoa nè cô chú. Hoa nè. Gái đây bán hoa rồi bán trái cây luôn.
rồi à, rồi nấm này kia. Khu này là chắc giờ qua chợ mới này cô chú. Vậy là hôm nay chợ này bà con được giờ qua bên chợ mới bán này cô chú chị ơi. Rồi có một số sạp người ta qua trước, rồi một thời gian người ta cũng qua thôi. Đó. Tây thì bán nông sản này, chị bán nông sản rất là ngon nha. Chị sẵn giờ qua chợ mới rồi phải không chị? Dạ em ơi. Rồi chừng nào chị mới giờ qua bển? Dạ chiều nay em ơi. Chiều nay giờ qua luôn ha. Dạ. Vậy là sắp tới là đây là không có được bán hả? Dạ đây tao không cho bán nữa, chợ thôi. À. Rồi vậy là chiều nay chị cũng qua bển luôn. Rồi vậy là có chỗ rồi ha. Dạ có chỗ rồi. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ cho má anh 5 ngàn ký. Ở đây là trái cây nè cô chú. Đây. Trái cây rất là tươi ngon nha cô chú anh chị. Bưởi này kia đầy đủ nha. Bưởi nè, khoai lang này kia nè đầy đủ nè. Đây là cái gô ăn bánh nè. Xôi nè, bánh tẻ yến. Kẹt đi làm tại đây luôn. Rồi bánh mì này, nhìn rất là ngon luôn. Có lẽ là cái video này là em ghi hình là cuối cùng của cái chợ này cô chú. Sắp tới là ngày mai là người ta qua chợ mới hết rồi. Chị bán bánh tẻ yến này rất là ngon nha. Bánh ngon nè người chú. Đây bên đây thì cô bán bánh nè. Bánh bông lan nè, rồi rau má, đậu nành đầy đủ nha cô chú. Đậu hũ luôn. Tàu hũ đầy đủ nha cô chú anh chị. Ở đây cô bán phai mì này kia nè đầy đủ luôn nè. Đây cô bán xôi nè. Này sao vậy hả cô? Không, cái này bánh chuối. Bánh chuối ha. À bánh chuối, bánh bò này kia cô chú. Nhìn ngon lắm nha. Rồi hả chị? Mấy gói? Cô có bán chuối luôn nè cô chú. Ở bên đây thì có những cái dãy bán bánh. Đó, cô chú bán bánh đây cũng lâu năm rồi. Rồi chợ nghe nói giờ qua bển rồi cô được bán đây không cô? Không, cho qua bển hết vậy đâu. Không cho luôn ha. Dạ vậy là ngày mai bắt đầu qua bển này ha. Thì cô có chỗ chưa? Có rồi ha. Dạ. Về nhà ha. Nhà cô gần bển hả? À. Rồi, cảm ơn cô nha. Đây cô chú à, hôm nay là mấy chú bắt đầu là chuẩn bị giờ qua bên chợ mới à, hôm nay chỉ bán ngày cuối cùng em ghi hình đây nè. Đây thì cái cây cũng rất là nhiều nè cô chú. Đây nó dài dài qua đây. Chị ở đây bán khô nè. Ờ, khô có lóc rất là ngon luôn. Ba lăm. Khô này bữa nay bán ký nhiêu vậy? Ngon quá. 180 ha. Khô bên đây cũng vậy luôn hả chị? Dạ. Ngon, rất là ngon luôn. Hôm nay chợ hôm nay cũng hơi trống trống rồi nè. Đang giờ hả chị? Rồi sắp tới chị giờ bên kia luôn hả chị? Chị bán đây thường xuyên không? Ngày nào cũng bán chợ này hết trơn ha. Vậy là sắp tới cũng giờ bên kia luôn. Rồi cảm ơn chị gái nha, chúc anh Tý bán hết hàng về sớm nha. Đây là cam, năm nay thì cam rất là rẻ luôn cô chú, 2 ký mà có 15 ngàn thôi nè. Anh chú bán bưởi thì có 20 ngàn thôi, nhìn rất là ngon nha. Đây này bán đỡ không chú? Lấy gai hả? Lấy gai ha. Dạ. Chú bán chợ này thường xuyên không? Dạ. Ngày nào cũng bán. Bây giờ cam rẻ quá hết chú.
năm nay cam quá rẻ luôn. Trồng cam là chết luôn. Trồng cam là thua rồi ha. Dạ. Cam năm nay chết. Nhưng mà chú bán có lời không? Lời là lời món vợ nha. Lời món vợ nha. Rẻ quá, chỗ nào cũng có bán cho ha. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Chú là bán đất hàng. Dạ. Ở bên đây thì cô bán nhỏ bán tủ đẹp gái lắm. Đây. Cô bán xôi. Xôi này rất là ngon nha. Xôi bắp đầy đủ đấy cô. Chú chiên luôn. Đó, bánh yến luôn nhìn rất là ngon nha. Đây. Mấy bên đây bán được không cô? Chậm ha. Rồi, một ngày cô bán hết là bao nhiêu tiền? 500 ngàn không? Tới đâu? Không tới ha. Vậy là đâu có loại tiền nhiều ha. Ừ. Rồi. 250 gì đó. Khối phịch là hai. Khối quá khối rồi. Một ngày được 350 được rồi hả cô? Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Chúc cô sức khỏe. Chúc tới mình bán đất hàng nha cô. Đây thì chị bán chè nè. Chè này là chè gì chị? Cái này chân châu ăn chân châu chứ không phải chè hả? Chân châu là bán chung với cái này đây hả hay là bán chung với cái nào? Tiếp đi đây quay tiếp ăn đi. Chú ăn không mà tặng chú một ly. Được, tặng chú một ly. Cô ăn không? ăn với ngái nha. Rồi em tí ra tiếp. Này chân châu đều ăn chung với cái này hả? Ăn chung với tàu hũ phải không? Rồi như là tàu hũ chân châu. À cô này bán bánh kẹp nè. Như là đợt trước có quay cô này rồi hết gì nè. Phải không? Nói về gian hàng đâu chủ trong này nè phải không? Là ai? Là người này hay người này? Hai chị em cái gì mà phải không? Giống hệt nhau à. Rồi là hai chị em ruột luôn ha. Ở đây thì chị bán chè. Này là tàu hũ mà cái này là chân châu để vô trong tàu hũ nè cô chú, nghĩ là ngon đó. Rồi cảm ơn hai chị gái nha. Ở đây thì bên đây chị bán lớn dẹp đồ núi mà chả lụa. Gần đây bán im không chị? Đi gai hả? Đủ tiền xài được ha, đủ tiền nuôi chồng được ha. Sao kỳ vậy, nuôi ổng mà chẳng còn đi vậy nữa. Bởi vậy khổ quá hả? Được mấy bé rồi? Em coi bữa rồi, lớn 20 tuổi rồi. Bé lớn giờ rồi ha. Vậy là đi học xa rồi ha. Rồi cảm ơn chị gái nha. Chị rất là vui luôn cô chú. Ở đây thì chị bán bánh kẹp này kia nè cô chú. Bánh chả luôn nha, nhìn rất là ngon nha. Cô chú anh chị mình có đi chợ. Chợ này là chợ số 5 thì ủng hộ chị gái nha. Đó. Ngay góc đường này luôn cô chú, có nhà luôn. Đây. Đó. Dạ anh đây thì có bán chanh rồi cô chú. Chanh rồi bắp non nhìn rất là ngon nha cô chú anh chị. Chợ hôm nay thì cũng gọn gàng. Phía bên đây thì tiếp đây nè cô chú thì có bán những cái bếp điện nè. Đó. Những bếp điện, những đồ nấu bằng điện đó cô chú. Những đồ kia bằng đồ gia dụng á. Sử dụng trong nhà cũng rất là nhiều luôn nè. Đây nữa. Đi từ từ chứ vô chậm luôn. Đây cô bán những cái đồ điện thoại nè cô chú. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Đây. Đây là khu bán bếp ga này kia. Chợ thì hôm nay giờ qua bên đó rồi cô chú. Hôm nay là chợ ga này kia cũng giờ qua phía bên đó nha. Tí em sẽ vô đó em ghi hình cho cô chú nhìn xem nha. Đó. Đây thì mấy cô chú chạy xe ở đây nè. Cũng biết sáng đông nên cũng hơi kẹt xe cô chú vậy. Đó. Phía đằng này thì em thấy có bán đồ nông sản cũng rất là nhiều đây nè. Nó dài dài đây nè.
Chị bán khổ qua gừng quá không? Dạ. Này mình trồng nhà hả chị? Dạ trồng nhà. Nhìn ngon quá ha. Một ký hôm nay mình bán được nhiêu chị? 50 ngàn ha. Ờ, nhìn rất là ngon luôn. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Chúc chị bán chút khách hàng về sớm nha. Dạ, cảm ơn. À, đây bán đồ bộ nha. Ở đây thì em thấy có bán nông sản nè. Vú sữa nè cô chú. Vú sữa bầu nè, đó, nhìn rất là ngon nha. Đây. Rồi về đây. Đây chị bán chuối. Núm gừng nè cô chú. Núm chuối này kia nhìn ngon lắm cô chú chị. Đây chị bán mía luôn. Mía chị trồng nhà đem cái bát lên đây nha. Chị biết là ngon. Cái này bán đỏ không chị? Cũng được ha. Rồi cảm ơn chị. Trời ơi, giờ này thì bà con đi vô đông lắm cô chú. Phía trước này cô chú để thấy rất là đông luôn nha. Rồi bên đây này cô chú thì có bán bông hoa đầy đủ nè. Ở đây thì bán hoa rồi cô chú. Đây thì anh bán nguyên cái sạch trái cây nè, nhìn rất là đẹp nha. Đó, vào chỗ này. Ở đây thì quay nó bị ngược nắng rồi chú. Đó, em sẽ. Đó, ở đây với trái cây này rất là đẹp nha. Anh chị bán nè, nhìn rất đẹp luôn. Trời ơi, còn số 5 nha. Cái này bán im không chị? Bán được không? Đắt hàng không? Gần Tết rồi nè, vậy là chị bán chỗ này luôn ha. Hình như là chợ giờ qua bên chợ mới là ngoài này là bán trái cây ha anh? Được bán trái cây này kia, bông hoa thì ngoài này ha. Yeah. Anh với chị bán bông hoa rất là nhiều, bông hoa rồi trái cây rất là nhiều nè cô chú. Đó. Cô chú anh chị mình có đi chợ số 5 thì ghé ủng hộ anh chị nha. Rồi cảm ơn anh chị nha, chúc anh chị bán đắt hàng nha. Rất là nhiều hàng hóa trái cây nha cô chú. Đó, đủ loại luôn. Bến quê miền Tây. À. Đây nè, trái cây rất là nhiều nha. Ở đây thì chị có bán chuối đó nè cô chú. Khoai lang, đó, củ sắn, khoai môn đầy đủ nha cô chú. Ở đây thì chị bán đầy đủ đồ nông sản luôn. Đó, gừng, bắp cải, này kia, chuối, trái su đầy đủ nha. Phía bên đây thì bán đồ gia dụng cô chú. Đây anh bán đồ gia dụng này. Gia dụng cũng như là thao nè, đồ nè cô chú. Đó. Thao, ly này kia, bình bông nè. Nó nhìn rất là đẹp nha. Lên TV luôn á. Lên TV bán đắt luôn. Đó, anh bán đầy đủ nha. Ở đây thì chị bán đồ em bé này kia nè. Rất là đẹp nha cô chú. Phía trước chợ số 5. Tôi chính chị đi chợ số 5 này ghép hộ mấy chị đây nha. Bán đầy đủ. Rồi qua bên đây nè cô chú. Rồi cái đường này mình đi vào bên trong chợ nè cô chú. Đó. Chợ mới thì ở bên đây thì phía trước này thì bà con người ta bán tạp hóa. Đó, dài dài đây thì bán tạp hóa nha cô chú anh chị. Đây nói cái khu này thì bán tạp hóa này kia không nè. Ở bên kia là bán chợ cá bên kia hả chị? Phía trước này là bán tạp hóa đây ha. À, bán giải bên này bán kia. Chị bán đầy đủ luôn rồi cô chú. Bán nón này kia đầy đủ nè. Dạ, chị bán làm tiệm mai ha. Dạ. Yeah. Đó. Rồi, em mời cô chú anh chị mình đi qua bên chợ cá thịt bên đây giờ qua chợ mới nè. Em ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nha. Những cái dãy này nè cô chú, dãy này là người ta sắp sửa qua đây bán nè. Đó, bán đồ này kia là tập quá này kia đó là bên khu bên đây. Rồi bên đây cô chú. Đây ở bên đây thì có mấy dãy bán giờ qua rồi nè.
Đây anh bán gạo nè. Gạo. Đó. Bên đây là khu chợ mới nè cô chú anh chị. Đó, khu chợ mới bên đây thì nhìn rất là đẹp đây cô chú. Mấy cô bán nông sản qua đây sớm nè. Đó. Thì sắp tới thì bà con cũng qua đây bán chứ bên kia bán không được nha cô chú. Bên đây thì mấy cô mới qua không à, bà con ít qua đây nữa. Bà con ít qua đây hết cô? Mới qua. Sáng giờ bà con qua đây đông không cô? Cũng chưa qua không. Chưa qua ha. Giờ chừng nào gom vô hết là mới qua đây ha. Dạ. Chiều nay rồi. Chiều nay là gom hết qua đây hết cô? Gom hết. Dạ. Không cho bán bển nữa. Rồi. Đây, dài dài qua bên đây nè cô chú. Ở bên đây là cũng bán trái cây hay gì cô chú ơi. Ở bên đó cầu cao nó bán trái cây luôn hả cô? Bên đây là bán gì cô biết không? Rồi mình bán rau rồi những cái gì đấy ha. Rồi bên đó chắc bán cá này kia quá. Ở đây thì bên chợ mới nha cô chú. Mấy cô bán nông sản qua đây sớm nè, nhìn đẹp lắm nha. À, chắc cao cao gì rất là đẹp luôn nè cô chú. Đây. Bên đây thì mấy cô bán nông sản nè, bán cá nè, cua đồng. Cua đồng tép này kia nè cô chú. Đó. Cá chạch đó, cá chạch, cá lóc, cá cha đầy đủ nha. Con gái đi chợ cho mẹ. Con gái rất là đẹp. Quá xinh. Đây là bán cá rồi chú. À, thì bên đây anh ghi hình một số hình ảnh ở bên chợ bên đây cho cô chú chị mình xem nha. Biết rồi, sắp tới nếu mà chợ vào đây thì anh sẽ đảo ra đây em ghi hình lại một lần nữa cho cô chú chị mình xem. Hôm nay thì em ghi hình sơ qua thôi cho cô chú anh chị biết là chợ bên đây là người ta làm rất là ngăn nắp nha cô chú. Đó, dài bên đây nè. Những cái khu này là bà con người ta sắp tới là đã qua đây hết luôn nè. Chiều nay người ta qua rồi. Đó, bên đây thì bán cá mắm này kia đầy đủ nha cô chú. Đó, những khu này bán cá nè. Ở đây cái cô bán mắm. Ồ, cô bán mắm rất là thơm luôn nha. Giờ qua đây sáng giờ bán được không cô? Mới bán được có 100 ngàn à. Mới được có 100 ngàn ha. Rồi sắp tới người ta giờ qua là chắc cô bán được ha. Rồi cảm ơn cô. Cô bán ở đây luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe. Bên đây thì bán cá nè, mấy chị qua đây sớm hơn nè cô chú. Cá lóc đồng nè. Cá lóc đồng rất là ngon luôn nha. Chị gái bên đây bán cá đồng cơ mà cô chú. Đây. Cá điều hồng nè. Cá điều hồng rất là ngon luôn, còn cá chập. Cá chập và cá chèn nè cô chú. Rất là ngon nha. Đây thì mấy chị bên đây giờ qua đây sớm nè. Qua đây sáng giờ bán được không chị? Nghĩ là chắc chiều nay nghe nói người ta vào qua đây hết thì người ta cũng biết quen rồi ha. Thấy cũng gần sáng bơi nè. Mình bán chỗ này luôn á chị. Mình bán chỗ này luôn phải không? Mình mua được chỗ này luôn rồi ha. Chị đấu được chỗ này luôn nè cô chú. Góc này nè. Đó đó là cái chợ trời rồi đó. Rồi. Chị trời là mấy người bán hàng rau á hả? Hàng rong á. Còn bên đây rồi cá này kia là vô đây hết không được ngoài. Rau thịt này kia. Chị làm bán nhanh được. Rồi cảm ơn chị gái nha. Chị sắp tới bán nhiều cá này kia nữa. Cá lăn nè, cá chốt nè, nhìn rất là ngon nha. Cá dừa đếm. Sáng giờ tụi em chưa có bán nè. Thương mại nhiều cường. Mấy
chị vô đây sớm bán cũng hơi chậm hơn mấy người bên kia, nhưng mà chiều nay người ta sẽ vô. Rồi em mời cô chú chị mình ra ngoài này tham quan cái chợ cũ nha. À, sắp tới thì chợ sẽ giờ vô đây hết luôn. À, cô giờ vô đây sớm rồi nè, bán mắm. À, sáng giờ vô đây bán im không cô? Bán cũng chưa được hả? Mới khai trương chợ mới ha. Dạ. Vậy là cái khu này là bán khô, bán cá này kia hả cô? Khu bên đây nè ha. Dạ. À, vậy là chợ cá thịt khô làm bên cánh bên đây. Bữa nay thì con nghe nói là nó chiều nay là vô rồi, mơ là nghỉ cho bán mãi rồi. Dạ. Người ta mới vô đây người ta mua luôn. Yeah. Rồi con cảm ơn cô nha, chúc cô sắp tới bán ngay đất hàng nha. À, vô chợ mới làm ăn may mắn. À, dài đây thì cô chú là mấy cô sắp sửa vô đây hết. Chiều nay là nghe nói bên quản lý người ta kêu vô đây hết rồi đó. Rồi cảm ơn cô. À, bên đây thì bán đồ này cô chú, đồ may mặc này kia nè, đó, đồ may mặc rồi quần áo đến đây rất là nhiều nha. À, hôm nay thì em ghi hình cái chợ này, có lẽ là một ngày gần nhất em sẽ quay lại đây em ghi hình cái chợ mới coi bà con buôn bán như thế nào nha cô chú anh chị. Tại vì hôm nay là một cái ngày là đặc biệt, là cái ngày mà bà con người ta sắp sửa giờ vô chợ mới đó, nên hôm nay người ta cũng tranh thủ người ta bán cho nó hết cái ngày nay nè, rồi chiều người ta giờ vô rồi. Ở đây thì mấy cô bán rau củ quả nè, bán rau củ quả mà lại cũng rất là đắt nha. Cô chú anh chị thấy phía trước em nè. Đây chị bán xương sa hạt lựu. Xương sa hạt lựu nè, nhìn rất là ngon nha. Hé này kia đấy cô chú, sâm, bánh lọt. Chị bán rất là nhiều đồ luôn. Chị bán tại nhà luôn hả chị? Này mình bán tại nhà mình ha. Chị bán ở đây rồi sắp tới mình còn bán đây được không? Hay là mất giờ đi luôn rồi? Vậy là mất giờ luôn ha. À, vậy có điểm ở chỗ rồi ha. Yeah. Chưa đăng ký đó hả? Rồi chị cũng phải dò đi cô chú anh chị. Chợ mới là người ta quy hoạch đợi rồi đi vô trong chợ mình bán mới được, không cho bán ngoài này. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị sắp tới vô điểm mới bán đất hàng nha. Đây này cô chú, đây thì cái cây rau củ quả nè. Rau củ quả đây thì rất là nhiều ngon nha cô chú. Cải này kia đầy đủ. Đây. Chanh rồi củ sắn này kia nè, nói chung là đầy đủ luôn cô chú. Bên đây thì rau rất là nhiều. Đó. Bên đây thì chỉ bán tạp hóa, đây bán khoai nữa cô chú. À, khoai cũng rất là nhiều nha. À, đây hành nè. Ở phía bên đây thì chị bán là dừa nè, rồi hành tỏi này kia đầy đủ nha cô chú. À. Mình dừa làm bánh bây giờ im á chị. Mình mua cái mình lấy ra nước lên gì luôn. Ờ, dừa chị làm bánh, nấu cháo. Cháo ha. Dạ.
Tiện quá tiện rồi, bây giờ ép cho mình cái sẵn luôn. Chứ khỏi về dắt vậy chứ. Càng ngày công nghệ nó càng cao thì mình càng khỏe, mà mình phải tốn tiền. Có tiền là khỏe đó. À, bên đây thì em thấy có bán dừa rất là nhiều nha cô chú. Đây thì chợ cá nè, cá đồng. Mùa này nước rút và cá cũng rất là nhiều luôn cô chú anh chị. À, cá rô phi nè, cá rô biển có luôn nè. Chị để trong bọc rồi chị. Để bán ta rồi. Bán rồi nha. Ờ bán rồi. Bán rồi. Cái này làm khô ngon cái chị. Ừ. Đây mình săn bắt nhà luôn hả chị? Dạ. Chú tên nào ạ? Con của em là bến quê miền Tây. Vậy hả? Ờ nhìn rất là ngon luôn nha. Chị làm gì gá này? Ông chồng tôi ông cũng hả đi đặt lợp, chồng tôi đặt lợp. À đặt lợp có lóc hả? Đặt lợp có lóc á. Ừ. Nhờ truyền thống đồng lòng có lóc cũng khó làm lắm á, không phải dễ đâu, biết làm mới làm được. Có cái chú chị ở là Chi Tôn nè, chú ở đâu đó đi theo đường ông Quay nè. Lộc Chi Tôn hả? Ừ, chú Lộc. Cái ông hai cái thôn đó lắm đó. Ủa chị ở đâu mà anh Lộc ra Quay? Ông này đi đâu Lộc đó, rồi gặp. Chị ha, ở trên đồng ha, ở trên đồng thì anh này gặp ha. Rồi, vậy là chị ra đây bán nè ha. Rồi, anh Lộc thì em cũng biết. Rồi cảm ơn chị nha. Chị bán đất hàng. Anh Quay thương nha, tôi thiếu nợ lắm cha. À, thiếu nợ dữ lắm nha. Cá Vinh nó có 15 ngàn ký à. Trời, chú Năm này bán đồ rẻ lắm, mà đẹp hết nó bắt. Dám quay đâu nha, quay ảnh thiếu nợ đó, ta sợ lợi, sao trả nợ rồi ảnh. Cái xe ba rất là ngon. 102 nha cô chú, có gì đi cầu chú Năm thì như chắc cũng có nên anh bán ở về. À, ghé đi ủng hộ anh nha. Tại thiếu nợ anh nhiều quá, bây giờ anh không dám lên hình. Rồi, cảm ơn anh trai nha. Chết rồi. Chết xoài này rất là ngon nha. Đó, xoài củ sắn này kia. Ồ, cam 3kg 20 ngàn luôn, giá quá bình dân. Là bến quê miền Tây. Rồi kênh là bến quê miền Tây. Cái gì? Bến gì? Bến quê miền Tây. Bến quê miền Tây là ha. Rồi. Ở đây thì chị gái bán trái cây là gì để giá sẵn luôn cô chú. Đó. Đó bây giờ là để giá sẵn gì nè, ta khỏi vô trả giá luôn. Đó. Gặp là ta mua liền luôn nha. Bên đây thì chợ cá cô chú, chợ cá truyền thống nè. Đây chị có bán gà vịt luôn á, bán vịt luôn. Đó. Có bán vịt này kia đầy đủ luôn nha, vừa bán trái cây mà vừa bán vịt luôn nha. Đưa lên luôn á. Yeah. Đưa lên cái là thành hết cơ, chợ cậu chú Nông luôn đó. Hết giờ là bán đất hạn chứ chờ ới được. Đó. Đây cô có bóng hả cô? Có bóng. Bóng cái con nè, cái ngô nè. Ồ cái này đâu mà có được nhiều quá cô? Ở ngoài sông lớn, mình cào sông lớn. Sông lớn bán cho cô bán lại ha. Không, mình đi cào. Cô cào nhà luôn hả? Ồ, giỏi quá ha. Quá giỏi rồi. Quá giỏi lắm luôn rồi. Vì mới sông nội chứ mua lợn để bán đâu có lợn. Rồi, cũng cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe, sắp tới mình bán đắt hàng hơn nữa nha cô. Ở đây hàng quá thì nhiều mà cá mắm thì cũng rất là nhiều hơn cô chú. Ở bên đây thì lòng khô nè. Cá, rồi ở đây thì mấy chị bên đây lòng khô, khô. À, lòng khô phải lóc xương ra luôn. Rất là khéo nha, phải gọc cái xương nó ra bỏ nha. Làm ra con khô cũng lâu lắm cô chú. Bởi vậy cô chú anh chị mình có mua khô ăn đừng có trả giá nha. Đúng không nghe. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Chúc mấy chị sức khỏe. Chúc tới bán đất hàng nha. Nước mía 5 ngàn không ta? Nước mía tới đời luôn.
đây cá chê này cô chú. Chê cá chạch nè. Chê cá chạch nè, cá sông rất là ngon. Cá này cũng tự làm nhà bắt ra bán nha cô. Rồi, tự làm nhà bán. Cái gô nè, rất là ngon luôn, cái gô bự bự không? Cái gô cá chê. Rồi sắp tới là như là giờ qua chợ mới rồi phải không? Rồi, cô cũng giờ đi luôn hả vậy? Đúng rồi, trời hết.